Xin kính chào và cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng các bạn rút coin token từ sàn Binance về cái ví Alert. Ở đây, KTV sử dụng sàn Binance tích hợp trên cái ví Sepal. Và KTV sẽ thao tác rút USDT từ sàn Binance về cái ví Alert. Bây giờ KTV sẽ vào cái ví Alert và đã đăng nhập sẵn rồi. Tìm và chọn vào USDT. Chọn vào nhận. Ở đây KTV sẽ chọn cái mạng lưới BEP20. BEP20 BNB Smart Chain. Rồi. KTV sẽ copy cái địa chỉ ví này. Trở lại với cái sàn Binance trên cái ví Sepal. KTV sẽ vào sàn, chọn vào số dư trên ví, chọn giao ngay. Chọn vào USDT. Chọn rút. Ở đây, cái ô thứ hai chọn mạng là cái mạng lưới. KTV thử kiểm tra xem cái mạng lưới ERC xem là phí của nó hiện tại là bao nhiêu. Phí mà rút về cái mạng ERC là 4 USD. Còn cái phí trên cái mạng lưới TRC xem nào. Phí trên cái mạng lưới TRC20 là 0,8 USDT. Rồi. Bây giờ KTV sẽ chọn cái mạng lưới BNB Smart Chain BEP20. Xác nhận. Đó, phí ở đây chỉ là 0,29 USDT. Ok, KTV dán cái địa chỉ vừa copy bên cái ví Alert vào cái ô thứ nhất là cái ô địa chỉ này. Ô mạng lưới KTV để là BEP20. Ô thứ ba là cái ô cuối cùng, nhập cái số lượng USDT. Hoặc ở đây KTV sẽ chọn là tất cả. Rồi chọn vào rút tiền. Ở bước này KTV sẽ nhập cái mật khẩu trên cái ví. Ô thứ hai là cái ô xác thực mã bảo mật. Chọn xác nhận. Yêu cầu rút tiền đã gửi. Quý vị có thể chờ từ 2 đến 3 phút. KTV sẽ chờ khoảng độ 2 đến 3 phút để kiểm tra xem cái tốc độ xử lý giao dịch blockchain ở thời điểm hiện tại nó như thế nào.
Trong khi chờ đợi, quý vị cũng có thể sao chép cái mã TXID và vào cái địa chỉ trang web là bscan.com để kiểm tra cái trạng thái giao dịch. Rồi bây giờ KTB sẽ trở lại cái ví Alert để kiểm tra xem. Đó, quý vị sẽ thấy này, USDT thành công đây này, 178 USDT. Và nó sẽ hiển thị lên đó. Rồi, và đến đây thì KTV xin kết thúc video này. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Và nếu như quý vị ai chưa có tài khoản trên cái sàn Binance và tài khoản cái ví Alert thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu KTV để ở phía bên cạnh màn hình hoặc bên dưới video này. Đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm 20% phí giao dịch trên sàn Binance.